nhìn thấy một bà chủ với cái phong cách như thế này thì thực sự là sản phẩm của cô ấy mọi người cũng thấy là nó cũng sẽ có một cái phong cách rất là riêng biệt. Bởi vì là trang thì trang hay và cái cảm giác muốn nó có một cảm giác an toàn. Nhưng lúc đầu nó bị cuốn rằng là bởi vì là còn làm công sở nữa, thành ra là cũng chỉ muốn là làm một cái gì nó an toàn, trông nó tự nhiên, nhẹ nhàng, bình thường thôi. Và đúng là thực sự là làm xong là trời quá nhìn mình kiểu có nghĩa là đây là một cái dáng lông mày mà mình trước đây là nói thật là mình đã từng làm, nhưng mà đúng thật là vào tay nghề của mỗi một người khác nhau. Và đúng là khi mà vào tay nghề của bà chủ thì mình thấy rằng là nó đúng là cái phong cách của bạn rồi, nó rất là khác.